Thiếu niên 12 tuổi trộm 99 xe máy để mua cỏ Mỹ. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11, Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã nhận bàn giao một thiếu niên trộm cắp tài sản trên địa bàn. Tối ngày 14 tháng 11, tổ công tác C1911 Công an thành phố Đà Nẵng tuần tra phát hiện NVAT, 12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà đang hút cỏ Mỹ ở khu vực đường lên bán đảo Sơn Trà nên mời về trụ sở công an phường để làm việc. Tại đây, các trinh sát của tổ công tác nhận ra Ti chính là nghi phạm liên quan vụ trộm cắp xe máy xảy ra ngày 12 tháng 11 tại khu vực phường Mân Thái. Ti khai nhận, mấy tháng gần đây, bản thân đã trộm khoảng 99 chiếc xe máy. Trộm xong, Ti chạy đến khi hết xăng rồi vứt hoặc đi tìm xe khác để trộm. Khi thiếu tiền, Ti mới mang xe gian đi tìm chỗ bán. Đặc biệt, Ti có biệt tài mở khóa xe, chỉ mất khoảng 1 phút, Ti đã cậy mặt nạ, rút khóa điện, khởi động được xe máy. Thời gian gần đây, mỗi ngày Ti mua khoảng 50.000 đồng cỏ Mỹ, cần sa để hút. Tiền mua cỏ Mỹ và tiêu xài do Ti đi trộm các xe máy bán lấy tiền. Với chiếc xe trộm được vào ngày 12 tháng 11 tại phường Mân Thái, Ti khai nhận đã bán lại cho một người phụ nữ tên H trú tại đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê với giá 800.000 đồng để lấy tiền mua cỏ Mỹ tại chỗ bà H.